Công nhận là mới có 30 phút nhỉ? Cũng khoảng độ đó thôi nhưng mà rõ ràng người có hai bộ mặt. Sau khi anh cảm nhận là cái gương mặt bên này nè, mình thấy nó thon gọn thẳng chị. Sau bên đúng này rồi luôn chị. Ha. Đúng rồi. Đầu gương má mình thấy ngắn hơn rất là nhiều luôn. Và hôm nay là mình chỉ mới thấy tầm khoảng 10% thôi đó. Đó. Và tầm 2 đến 6 tháng sau bắt đầu nó sẽ tăng sinh và sẽ thấy rõ hơn nữa. Rất là bất ngờ ha. Bây giờ chúng ta cảm thấy nó rất là ổn rồi. Nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Dạ. Cười vận may tự tới đúng không? Dạ. À, trong quá trình làm thì anh thấy có gì khó chịu hay mình cảm nhận như thế nào? Chung thấy Chung có thể ngủ được. Ngủ được ha, không có bị đau đớn hay là khó chịu gì đúng không? À, nó cũng có một số những cái cảm giác là giống như kiểu nó hơi xung điện một chút nhưng mà với cái sự chăm sóc của hai hai bạn kỹ thuật viên còn lại thì Chung ngủ mất rồi. Dạ rồi, vậy bây giờ mình tiếp tục mình làm nửa mặt bên còn lại nha anh nha. Cảm ơn, cảm ơn. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thật lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân, chính khách.